Chào mừng quý vị, tôi là bác sĩ David Đặng. Trong cái video này tôi sẽ nói về ba tiêu đề. Tiêu đề thứ nhất là cái bệnh tê chân và đau chân. Tiêu đề thứ hai, tôi sẽ nói về những cái điều nó xảy ra sau khi chúng ta bị cái bệnh stroke hay bệnh tai biến mạch máu não. Tiêu đề cuối cùng tôi sẽ nói về cái bệnh bên nhân của bàn chân và cong ngón bàn chân và cái cách trị cái bệnh này. Nếu quý vị nào thích cái video này, xin quý vị nhấn cái nút subscribe và cái nút notification để cho giúp mấy người khác tìm được cái video này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nha. Rồi. Như này chị bác sĩ hỏi Ok là chị. cái chân do nó bị sưng á, nó bị sưng mà nó không có hết mà chừng 1 tháng trở lại đây thì ở dưới cái bàn chân tôi hai bên cái ngón chân cái á, nó bị tê, nó tê mà mình không phải là tê mà mình không cảm giác đau, mình vẫn còn cảm giác đau nhưng mà khi Đúng. mình đụng nó mình nghe nó tê tê như Đúng. vậy là nó bị gì bác sĩ? Dạ. Cái này thì giống như cái người mới email tôi á, thì cái chân nó bị tê, nó bị nóng, có khi nó bị rát á, là tại nó bị đè nén cái dây thần kinh. Nhưng mà cái này hơi khó phát giác nó đè nén chỗ nào, là tại vì chừng nào mình gặp cô mình mới biết được, mới khám được cho cô. Thường thường cái bàn chân nó bị đè nén á, cái nó hay nó bị đè nén hay ngay cái gót chân của cô đó, ngay cái mắt cá, hay là hay ngay cái ngón chân của mình á, nhà dưới cái lòng bàn chân mình á, nếu mà mình mặc đôi giày hoặc là mình đi cắn không á, nó đè nén nhiều quá đó, nó có gai dưới cái lòng bàn chân á, nó sẽ đè nén cái dây thần kinh, nó làm cho mình bị tê, làm cho mình bị nóng, nó làm cho mình bị rát nha. Cái thứ ba nữa là cái tia đè nén ngay cái lưng của cô đó, nó chạy từ cái lưng tới cái mông, tới cái đầu gối, tới cái bàn chân luôn. Thì cái này á, là thường thường mấy người lớn tuổi á, người ta có gai trong mấy cái lưng, nó đè nén cái dây thần kinh, nó làm cho mình bị tê. Thì mấy cái tật này thường thường mấy là bệnh kinh niên. Tuy nhiên nếu mà nó đè nén dưới cái bàn chân cô á thì dễ trị hơn. Là tại sao? Nó một cái chỗ nhỏ thôi, có thể mình phát giác ra chỗ nào để cho mình chích vô chỗ đó cho nó bớt cái đè nén này, có thể nó hết được nha. Còn nếu nó là cái lưng á thì cái lưng nó diệt, cô biết là cái lưng nó rất là bự. Hạn chi cái đó mình phải phải cần chụp hình, có khi phải cần thí nghiệm bằng mấy cái máy nó gọi là chạy điện á, để coi nó đè nén chỗ nào nha. Hy vọng trả lời được cho cô ha. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Nếu mà gặp bác sĩ thì mình phải gọi lấy hẹn là mình gặp bác sĩ mới biết sao bác sĩ ha. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ. Hello, tôi là bác sĩ David Đặng. Hello. Hello, dạ chào cô ạ. À dạ chào bác sĩ. Dạ bác sĩ cho em hỏi là cái gót chân bên tay trái của em á nó hay bị đau á là do nguyên nhân gì hả bác sĩ? Dạ, thì cái này mấy người, cô này xin lỗi, bữa nay được cô được mấy tuổi, cô năm nay được mấy tuổi rồi? Dạ 34. Dạ, cô vẫn còn trẻ. Cô này làm việc có đứng lâu dài không vậy cô? Dạ em không có làm gì bác sĩ, ở nhà giữ mới giữ con á. Mà cô này bị này lâu chưa hay mới bị đây thôi? Dạ nó thỉnh thoảng nó đau mới tháng nay rồi hả bác sĩ. Dạ, cái này nếu mà hy vọng là cô này, nếu mà cô mới đau đây đó thì có thể là cô này làm một cái động tác gì, nó làm pua cái muscle, nó pua cái gân dưới cái lòng bàn chân cô đó, nó làm cho cô hơi đau. Nhất là bữa sáng đó, cô này Dạ. ra khỏi giường mà cô bước xuống cái giường mà cô thấy nó thốn á, xong đi khoảng chừng 5-10 phút thì nó đỡ á. Đó là cái gân của cô đó Dạ. nha. Không biết cô có bị cái triệu chứng đó không nữa, Dạ. phải không? Nhiều khi dán thuốc dán mà nó không thấy nó bớt được chút rồi nó cũng đau lại. À đúng, thì bây giờ cái cách nó trị cái này á, thì dễ lắm. Tại cô mới bị đây á, cái cách dễ nhất á, thì bây giờ cô này mỗi lần ở nhà đó thì nên mặc dép, đừng có đi cắn không, nhất là trên mấy cái đất cứng Dạ á. thì cũng mang dép, thì mang dép bình thường luôn bác sĩ. Dạ, thứ Mang dép hai trong nhà. đúng, thứ hai nó cô chừng có đôi giày cô nha, cô mua cái đôi giày nào thiệt là lại khá là tốt mà êm á, chứ đừng có mua đôi giày rẻ tiền. Là tại sao? Nó Dạ. thay đổi cái bàn chân của cô á nha, nó thay đổi cái vị trí của Dạ. bàn chân của cô, nó sẽ làm cho cô đau chân lâu dài, nó sẽ làm Dạ. cho cô đau chân nha. Rồi hy vọng Dạ. cô làm thứ ba nó, có khi cô mua cái miếng lót á để cho mình bỏ Dạ. vô cái đôi giày mình, nó sẽ giúp cho mình đỡ đè nén vô cái chỗ gót cái bàn chân của cô nha. Dạ. Rồi nếu cô làm ba cái động tác này á, thì có khi nó sẽ hết tự động đó cô, chứ cô này không chắc không cần uống thuốc gì đâu. Tại hy vọng là cái này là một cái thời gian cô mới bị một cái thời gian ngắn, ta hy vọng nó sẽ hết tự động nha. Cảm ơn cô ha. Dạ. Dạ. Hello, tôi là bác sĩ David Đặng. Hello. Dạ, chào cô ạ. Hello. Dạ, chào cô. Dạ, cho tôi chào bác sĩ Đặng. À, Dạ. tôi cho tôi hỏi hai câu hỏi là thứ nhất á, cách đây gần tuần á thì ông xã tôi ông cũng có gọi cho bác sĩ là ông bị stroke và bác sĩ nói là ông bị stroke nhẹ. Thành Đúng. ra bây giờ ông cũng đi nhà thương rồi, bây giờ ông bị liệt hai tay nhưng mà cái vấn đề thuốc người ta cho uống để loãng máu này nọ đó. À hả. Nhưng mà bây giờ có người nói là mua cái máy nước
loại Collagen Water đó để cho uống vô thì nó làm cho cái máu nó tốt hơn. Như vậy thì mà tới cũng khoảng mấy năm năm ngàn đó. Rồi bác sĩ nghĩ theo ý bác sĩ thì nghĩ sẽ như thế nào? Vì tôi cái bác này bị sốt, phải bị sốt thiệt phải không cô? Dạ stroke thiệt, nhưng mà tại vì Ồ, tội là nghiệp không? đầu tiên mà biết thì phải chạy emergency liền thì nó mới cho thuốc uống được, còn sau 3-4 tiếng đồng hồ là nó không được, nó phải cho nhập viện để nó kiếm ra. Thì bây giờ cũng cả 2 tuần rồi, thành uống thuốc như vậy thì cái tay bây giờ cũng là sệ thiệt rồi, với lại cái chân. Người bây giờ phải tự tập đi tập thể dục rồi rồi ăn uống kiêng cữ để cho máu nó loãng thôi, cho nó nói không có cách nào mà Đúng. làm cho cái ven rộng ra được, có chỉ có làm máu loãng đi thôi. Ồ, tôi nghe. Anh có người nói mua cái mấy máy này, cái Dạ. nước này đó uống vô thì nó giúp cho Dạ đúng. cái nước nó chạy thẳng vô Dạ. máu luôn, có đúng không bác sĩ? Ủa cô là cái người gọi Cái vô khoa linh quá đừng. dạ đúng rồi, cô là cái người gọi vô tuần trước đó hả? À, ông xã tôi gọi chứ không phải tôi gọi, ông ở nhà ông gọi, ông gọi bác sĩ thì ông kể cái trường hợp ông, thì bác sĩ nói ông bị stroke Dạ, thành ok. ra mà Luôn. thật sự sau đó đó ông mới chịu đi nhà thương. Thì mình như vậy đó cũng đã 1 ngày rưỡi rồi, Thôi thì tôi đi nghe vô luôn. nhà thương thì bác sĩ family doctor cũng rồi cho ông nhập viện liền. Đúng. Thì bây giờ là cũng cả bây giờ để cho nó nằm ở trong đó mấy ngày, nó kiếm ra thì nó biết đó là bị cái ven nó bị nghẽn ngay đường lên ốc chứ không phải đường tim. Đúng. Bây giờ nó không có cách nào, chỉ có cho uống thuốc để cho loãng máu để cho nó thông qua thôi. Đúng. Còn bây giờ Đúng. tay chân như vậy là mình phải tự tập rồi đi therapy, nó chỉnh Đúng. cho mình 1 tuần có mấy cái tiếng đồng hồ thôi rồi mình tự về tự tập vậy thôi. Đúng. Còn ăn uống thì làm sao mà cho máu nó loãng được liền Dạ. cho kịp được. Thành ra nhiều người nói là thôi mua cái máy này nè, Dạ. lấy cái nước đó úp vô nó cũng hỗ trợ cho máu nó Dạ. tốt, nó lấy mỡ rồi ra bớt này, theo Dạ. ý bác sĩ thế nào? Bây giờ nói cho cô biết nha, trước khi mình nói về cái máy nha, thì Dạ. cũng rất là hân hạnh gặp được ổng, nói cho ổng biết được thì có thể cái sốt ổng nhẹ thôi, mình hy vọng là cái sốt ổng Dạ. nhẹ thôi. Nhưng mà cái này cái nguy hiểm là như vậy nè cô, tại vì ổng bị sốt một lần rồi đó, cái lần thứ hai á, là mới mốt trong tương lai á, cái lần thứ hai ông bị sốt á nó sẽ cao hơn cái lần đầu tiên đó cô. Hình như mới make sure là lúc nào mà ổng bị giống như là nói chuyện mà ố ớ hay là bị buông tay chân hay là bị yếu tay chân là phải vô emergency liền nha, tại nó sẽ bị cái sốt thứ Dạ. hai nữa đó. Đó là number one. Number two là Dạ. phải make sure là ổng thuốc uống thuốc đều đặn nha, là thuốc gì mà bác Dạ. sĩ cho là thuốc loãng máu, thuốc cao máu, thuốc tiểu đường phải uống đều lắm. Là tại sao nếu mình tại sao mà mình bị sốt là tại cái mạch máu nó bị nghẹt rồi, nhưng mà không phải là một mạch máu đâu cô, cái mạch máu trên đầu mình rất là nhiều. Hình như một cái nó bị nghẹt á thì nó làm cho mình sốt một chỗ thôi, nhưng mà mấy cái kia nó cũng yếu theo luôn. Hình như nếu mà mình không làm gì cho nó sẽ nghẹt 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 theo luôn, càng ngày mình thấy càng yếu. Hình như đó là cái nguy hiểm của cái người mà bị sốt á, cô phải cẩn thận cái đó nha. Rồi còn Dạ. nói về cái vụ máy á, là tại vì con này gọi vô thì hỏi về cái máy. Tôi nghĩ cái máy nó rất tốn rất là nhiều tiền nhưng mà nó không có hiệu quả đâu cô nha. Nhưng mà mình nói vậy thì chắc là mấy người bán máy chắc người ta la ông sòm, nhưng mà cái máy cô nên nhớ nó chỉ là một cái gọi là alkaline water thôi. Thì cái alkaline water này người ta nghĩ là tại cái người mình nó nóng, nó có nhiều acid lắm, thì nếu mà mình uống vô cái nước alkaline á, là cái nước mà nó đại khái gọi là alkaline water, nó lại cái nó làm bớt cái acid trong người mình đúng không? Nhưng mà Dạ. cái người mình lúc nào nó cũng là chết hết trơn á. Hãy chi nếu mà cô này uống cái nước alkaline vô, cái người mình tự động nó thấy acid thêm để cho nó đem cái acid vô, nó để cho nó làm cho cái nước thành acid lại đúng không? Cái người mình tự động là chết rồi cô. Tại sao mình phải cần acid? Là tại acid nó cũng quan trọng lắm, nó làm cho mình tiêu cái thức ăn, cô hiểu không? Hãy chi Dạ. nếu mà mình uống cái alkaline á thì đại khái là cái acid trong cái người mình nó sẽ sản xuất thêm để cho nó neutralize cái alkaline này, hạn chi cũng như không mà. Hạn chi nếu mà cô này á, muốn thử á, nếu cô dư tiền cô muốn thử á, thì cô mua đi, nhưng mà tôi không có recommend mua mấy cái máy mà là khá là alkaline Dạ. machine để cho, là tại cô nghĩ một mình Dạ. uống mỗi ngày mấy ly, mình uống mỗi ngày trùng lắm là 5-6 ly, thì nhưng mà cái người mình á, cái sản xuất cái acid trong cái bao tử mình rất là cao. Hạn chi dù mình có uống á, trong vòng 1 tiếng 2 tiếng sau cái acid nó trở lại liền lại cô nha. Thì tôi Dạ. nghĩ nó không hiệu quả đâu cô nha. Nhưng mà again cái Dạ, này rồi còn cái dạ còn cái vấn đề nếu mà cái máy như vậy á, thì tại ông xã tương nó còn không á, thà là đi mua cái massage như vậy, bác sĩ nghĩ như thế nào? cái máy Cái massage massage như lưu ra mua rồi đó cái cái massage thì bé hơn luôn. đúng, cái massage thì better hơn, là tại massage nó có thể nó massage cái bắp thịt mình, nó có thể nó massage cái khớp xương mình, nó làm cho mềm mềm bắp Nếu thịt. mà mua thì mua cái máy massage bé rồi. Đúng. Dạ.
nhưng mà chuyện gì. cô biết cái gì tốt nhất không cô? Ổng phải đi tập thể dục với cô nha, tốt hơn. Dạ nhưng mà tại vì cũng cần bây giờ phải cần có máy móc nó hỗ trợ, chứ còn người thì nó là có làm, nhưng mà tại vì vô therapy đó thì nó cũng có những đồ dụng cụ để nó giúp thêm. Như vậy nếu mà thà nếu mà không mua máy cái kia thì nếu mà mình cần hết đó thì mua cái máy massage đó thì nó cũng đỡ hơn ha, bác sĩ nó không có bị ảnh hưởng, lỡ nó đi sai đường gân tốt gì không ha, chắc không sao. Nó không sao đâu. Cái massage nó sẽ làm, tại ổng ổng có thể ổng mu hơi khó khăn á, thì có khi là cái máy massage nó làm cho mấy cái bắp thịt ổng được mềm. Tại nếu có khi mình mu khó khăn, mình không có cử động nhiều á thì mình hay bị giật bẻ, thì cái massage nó sẽ làm cho mình bớt cái vụ này nha. Hy Rồi vọng vậy cho nó đỡ hơn. Dạ dạ cho còn một câu hỏi nữa là cái hồi đó cách đây 6 năm á tôi có cắt cái bên nhìn á, à cắt cái bên nhìn cái đó thì bây giờ là 6 năm đúng á, thì bây giờ tôi ngủ dậy tôi thấy cái chân của tôi nó giống như cái gân nó rút nó giống như là có mình có cảm giác là cái gân mình nó ngắn lại vậy đó, Oh. thành ra nó cái chân không có đau, bình thường thì không đau nhưng mà ngủ dậy cái chân nó cứng đi như là cái gân nó rút đi vậy, có phải là do cái mình cắt bên nhìn, cũng có thể trường hợp cái gân nó bị rút rồi bây giờ phải làm sao bác sĩ, mình tôi cũng Chứ đó tôi nghĩ massage không, hay làm gì làm. dạ đó tôi nghĩ cô không phải là cô bị cắt cái gân 6 năm về trước mà nó làm cho cô bị út cái chân đâu. Có thể cô út cái chân bây giờ là tại bây giờ mình lớn tuổi rồi, cái chân nó mòn rồi. Nhưng mà bây giờ cô muốn hỏi làm cách nào, trước nhất là cô này đi bác sĩ bằng chân giùm đi, chứ đừng có tự động mà massage, cô hiểu không? Tại sao mình, tại nếu mà cái chân cô mà nó út mà đại khái là cái nguy hiểm tự động nó út đó, thì mình mới make sure là phải không phải là dây thần kinh cái nguy hiểm nha, thì cô đi bác sĩ bằng chân cho người ta khám đi nha nha. Còn nếu mà con không có đau đớn mà thấy bình thường ấy, thì ok cô lấy cái tay cô mà so sử coi nó có bớt không. Nếu nó bớt thì không sao, nhưng mà nếu nó không bớt thì cô nên đi bác sĩ bằng chân để coi người ta chụp hình để coi coi cái xương cô có bị gì không nha nha. Hy vọng trả lời được Nãy cho. có người hỏi về cái vấn đề gân gân mà bác sĩ có mới hỏi tức thì đó. À, nó sẵn đó, tôi hỏi tôi nghĩ là chắc nó bị gân á, chứ nếu mà nó bị khớp á thì lúc nào nó cũng đau, còn cái này á, là ngồi gì nó không đau, mà chỉ có cái sáng dậy cái co cái chân nó giống như nó ngắn nó cục đi á, nó ngắn đi á, nó thành ra nó không có giãn, phải mà phải vài massage thì đi xuống nó mới được, thì như vậy phải đi bác sĩ về chân đó bác Dạ đúng rồi, dạ cảm ơn cô ha. sĩ. Dạ Dạ rồi. hello, tôi là bác sĩ đến với Tạng. Dạ. Tôi năm nay 64 tuổi đó bác sĩ. Dạ Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là về vấn đề phụ khoa. Tôi hàng năm tôi đi khám cái pap smear với lại cái mammogram đó bác sĩ. dạ Nhưng chưa, chưa nhưng vẫn no mò hết hai hai thứ. Bây dạ giờ muốn hỏi bác sĩ là nhưng mà gia đình cũng không có ai bị gì di truyền cái đó hết, bị đúng ung thư không đúng có. đúng Bây giờ muốn hỏi bác sĩ đó thì cái càng lớn tuổi thì cái gen nó càng ít hơn, thì mình có thể 2-3 năm mình đi 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 mammogram một lần, phát đi một lần được không bác sĩ, có phải đúng như vậy không? đúng bác nói rất đúng. Rồi cô được mấy bên năm nay được mấy tuổi rồi cô? Dạ Năm nay thì cô được mấy tuổi rồi? 64 bác sĩ. 64. Đúng rồi, cô nói rất đúng. Nếu mà gia đình cô không có cái che, không có cái vết, không có mũi bom mà bị không ai bị ung thư, không ai bị cái gì nguy hiểm chứ á, thì thường thường bây giờ nó là 2 năm 3 năm đi một lần cũng được nha cô, chứ không phải mỗi năm đi một lần đâu. Nó tốn công cái người bệnh nhân lắm, mà có khi nó tốn cái resource của cái người chánh phủ của cái bảo hiểm nha. Hình như 2 3 năm cô đi một lần cũng được hết trơn nha. Tuy nhiên nếu mà nó tìm ra được mà cô có bú ở trong ngực, hay là có hay là tìm ra được cô có bú trong cái tử cung á, thì cái đó cô người ta sẽ nói cô phải đi nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà again, nếu mà cô này mà không có thấy triệu chứng gì cho, mà gia đình không thấy ai có cái vết mà bị ung thư cho này, thì đúng 2 3 năm đi được nha, không có cần phải đi mỗi năm đâu, đúng không Mỗi lần đi làm mammogram với pap smear thì kết quả về nó cũng nói là cô? Normal. ok normal, không Dạ có đúng. gì normal, Dạ nhưng mà đúng. không biết có cái cục cái gì nó không có nói, nhưng mà bác sĩ chỉ nói là normal Dạ đúng. thì cái đó mình không biết. Dạ Nhưng mà đúng. muốn hỏi bác sĩ là thí dụ mình không có cái vấn đề gì thì có thể mình càng lớn tuổi mình càng đi xa hơn, khoảng 3 năm đi lần cũng không có vấn đề gì, không có nguy hiểm đó bác sĩ ạ. Dạ đúng, nhưng mà đúng cái đó cũng cũng đúng.